Ở đây đó này tăng cấp đại kỳ tơ thì cái này trọng tế quan mô chim cầm trả đi à tí cho đại ếp chẳng sĩ vì yếu quan hoàn à bộ cầm chiều quan tùy trọng tế với vụ à chắc khoản để thăm thở đây đi chim phủ quan cho đại sĩ căn à quan hòa hi tí phụ địa bình chẳng cầm bi nha chiều trọng tế đi yếu quê chiều tư thông quê đi yếu quê chẳng phê hoàn khá tiền là tiếng đổ trong cái cân và chàng tôi quan trọng điểm này ví nhiều quan dùng cảm thao to thao chẳng để tự đồ thì này bộ chuyện à quan chi chịu ý à chỉ để tỏ hoàn kiện thì nhiều thao sai à bị đi chăm tôi tại quan gồm này à không chỉ trọng để đi sai đi về có ăn à in thoa bộ hồ chạy quân giết à đây à kim văn tự quan nhìn hồ chỉ để hạ tệ à quan thì chỉ chỉ à nghe thế tộc phụ âm chỉ quan nghe thế quân à thế chỉ vì họ quan để yên quân tôi bảo quan là quân chủ đi chương trình chỉ quân liên minh thì tài quan à thì quan cho đây à không ra để chỉ cần à quan cứ yêu điểm nào à tiểu tôi đi à tổng quê đi quân tên để phòng chết họ quan để đang à khô kịp toàn tài quan nông cười tiếp à tôi đi ý kiến theo này kỹ tơ à họ tùy cam đỡ thì toàn tề và nhà khoa khi phô phê này quý khổ lòng thao vô tờ chỉ ý kiến sớm mọ thế chỉ cứ đi kế tòa ế ổn đen còn để bếp hẹn chẳng cảm giác cứ đi bế kê chốc nhà văn khi kiểu ế chá nhà văn thì đi bình chẳng ao kiểu hồ kiểu à đầy chiếu sụ và nể dông kèn à văn chống tê chỉ canh có sốc sụ thì tờ khuyên kiểu phê à tô kỳ tòa ế chiếm mẹ Amen Amen Rồi thế là để mà cái hoàn hồi em để bê cho chi trả lạc ra để bê cho chi trả lạc ra là hả à ngăn cái cái hoàn hồi em hả khắp bộ chân mới cố phụ chuyện hả cho nên con này chứ khoa khá tạ sử hả à tạ cái nào khá này chứ mà này thế này đại bình chúc dễ chạy chỉ là hồi em không có bộ về chạy à quân tên à ế quế ưu hả à tôi đang là khoa chi trả lạc ra đến trong căn chỉ tuy ở tăng chi chuyển qua ở tuy này qua kỳ đến trong chiến đi cả đinh công vì cha mi bố vi chuyển qua phước thì trọng tế để khám bê thea trọng tế về đinh cho bố vi thea thì này đinh bố phước thì trọng tế tôi cho đến tôi tài chỉ ạ tôi to chấp tên quản à thì hết đến tôi tài tạo tạo để cả hình ca sĩ à chỉ công để cả hình cao tờ à hình áp cơ thì hết đến tôi tài giao ghi ủng xin à ai chỉ công vụ cha mi tôi tài à ya có thể tham ya to tuy ya to có mình bất học à quay tạo tạo thì để tôi tại để theo lần à tuy thì chỉ để trong căn ya to mà cứ chụp ảnh anh em cố yên chỉ hoàn à công tác thử ta học à ya to yêu hoàn chỉ chính tỷ à chụp ảnh cứ chụp ảnh cái thế khi à tuy chỉ là bây giờ yên phải làm chủ hình công à quan chỉ đi à quan công đi chỉ tâm an địa tâm mà đi làm, bằng cha chỉ quy phụ chính này, thế là về cam chỉ tiêu mà. À tôi hiểu, in chỉ mà đây công cha về chỉ cần à, giờ tôi chỉ phải có chỉ phải công ý chỉ tùy trọng thể lại, trọng thể chăm để ý lại mình, tôi về vụ long chỉ tùy trọng thể à, ý bắp bề là bộ thống quê ý, bộ làm mẹ tăng ý bắp bề. À tôi hiểu thì chỉ được chỉ cần họ, cha yêu thay là họ, họ cái thủy công phai về này, họ cái công phai về, à công cha phai về. Công đi chỉ tâm mà địa làm, à phi tâm mà địa làm phi yếu thế làm này công họ, thế chỉ trong để cầm mè là họ, à bu chọc là họ, à làm công à đi chọc khơi ấn tử này họ, họ anh này tâm hay thế, à anh này tâm hay thế, à đi dùng đó là anh à, đấy họ, im miệng rồi cho anh này chủ đề là khổ khổ à đấy họ. Ê, chứ để chứ con đi chỉ tâm lý làm à, chứ để chúng con tâm lý làm cái gì, yêu thay làm chính khoa kinh này tâm lý làm cái chính hồn nè ha, khoa kinh tâm lý làm chính hồn, à khoa kinh này quan niệm chỉ tông học chỉ hết chỉ để phụ sơ thời gian này là ha, sơ đồ bên ông ấy kia, à thì hết cái tôi tại đồ phật ăn, à tuy thì chạy khát ta thì sơ đồ bên ông ấy chỉ tại thì khi chân tiền khi ông trong à chạy tuy bắp bò lại chạy tông tiêm họ ai đâu kiểu ấy tăng tăng cái phụ lòng công trong trong chỉ họ được phở ăn bố bé thì chế để đào tạo lắng khó khăn à bố bé thì chạy bắp bò tại kiểu
啊，伫迄个所在，一部有，啊，所以伫迄个所在，就分裂，啊，所以南部村犹太甲平安民支派，啊，总是占有即个亚鲁达岭，啊，北部吼，啊，变是后来叫做撒玛利亚啦，吼，因为撒玛利亚个所在，啊，即个即个大头庙，啊，代替即个亚鲁达岭个圣殿，啊，所以后来即个北南部有真少上帝会晤，啊，读圣经个律法。 啊，无犹太人甲犹太人通婚，总之哦，即个撒玛利亚人就无坚守啦吼。啊，变是啊，即个撒玛利亚人，即个犹太人吼，甲外邦人通婚啦。啊，所以若讲咧问你是撒玛利亚人吼，咧讲起来就是咧讲你是十种啊囝，吼，十种啊囝安尼啦吼，透烂的啦吼。啊，即摆混济哦吼，啊，食一拢生做正水啊，吼。 啊，当时啊，较早迄个一个，迄个就是一个代表词啦，吼，一个用语啊，吼，啊，讲你是撒玛利亚人吼，啊，亚当明明就是犹太人，啊，伊嘛知影亚当是犹太人啦，吼，啊，都啊用安尼咧用安尼咧对伊无礼貌，用安尼咧甲表示侮辱，啊，讲你是一个撒玛利亚人，吼，啊，对，伫即个所在，咱看见讲，啊，而且佫讲伊是贵妇真诶啦，吼。 佮讲伊是贵妇真，啊对啊，伊讲贵妇真吼，这是毋对个，也佮讲我毋是贵妇真吼，我是尊敬我的爸，啊，所以恁比较恁吼，啊，伫即个所在带来轻慢我吼，不慢我，啊，伫亚都伫即个所在啊，家己辩护啦吼，伊嘛为着家己本身来辩护，讲我毋是贵妇真啊，吼，恁讲我撒玛利亚人吼，诶，亚都嘛听撒玛利亚人正在用。 撒玛利亚人咧做譬如，而且撒玛利亚人也做譬如来面哦，就拢总是好人较济，吼，拢是好人较济吼，这是要提醒犹太人吼，有咧遵守摩西律法，啊，无照安尼咧行，啊，对，也都真爱用撒玛利亚人这个譬如吼，来咧对照这犹太人啊，有律法无要照律法行，啊，这个咧笑讲撒玛利亚人啊，无咧无律法，总是因确实有掠着律法的精神。 啊，对，也都伫迄个所在无讲，我毋是撒玛利亚人哦，我嘛毋是贵妇真诶哦，也都无讲即句，我毋是撒玛利亚人。伊敢若只有讲我毋是贵妇真诶哦，我尊敬我诶爸，啊，恁确伫即个所在不满我安尼啦吼。所以哦，无单单讲我无求家己诶荣耀啦吼，啊，有一位就为着我来荣耀啊，定是非诶啦吼。这是七章十八节，然后安尼讲起。 我无求家己的荣耀吼，啊，是被上帝啊荣耀我啊，互我会当伫即个所在啊，也对啊，即、这个啊来定即个是非啊，这是对被上帝来吼、啊，这是七章十八节已经提起。啊，对我第一则讲，我是实在在甲恁讲啊，人若遵守我的道，就永远无搁再死啦吼、啊，人若遵守我的道。 就永远无搁再死，啊！这是五章二十四节，咱来看卖啊。约翰福音五章二十四节，约翰福音五章二十四节讲，我实实在在甲因讲吼，迄个听我的话，搁进提我来的，就有永生啦。 哦，无地到定罪，是已经出世入生啊！哦，对啊，五章二十四节，耶稣已经伫即个所在宣告，我实实在在，实实在在哦，我捌甲咱讲起啦吼，实实在在，咱看听起来无怎样，拢是伫阿门来讲吼，是我阿门，阿门，甲恁讲，互咱咧基督拢讲阿门啦吼，啊，咧表示我同意我。 即个深深认同上帝话，哦，我阿门阿门，这是非常的慎重。啊，伫即个所在，甲恁传播，哦，迄个听我的话哦，佮信提我来就永生啊，无至高定罪，已经出世入生啊啦吼，已经出世入生。啊，所以哦，伫即个所在，伊讲啊，人若遵守我的道，永远就无搁来啊，你。 见着死啦吼，就是永远无搁来死。啊，永远未搁来死吼，这当然咧讲起灵魂会搁我
chỉ là con dọc thế em ngon bể xì rồi ha, dọc thế này em ngon bể xì ha, có chẳng chỉ là mà hoàn à, thế cái nếu chỉ ta là giả vô cả ha, à thế chỉ là chỉ là à có thể chỉ là yêu thái lan kiểu cái con ông hiện tại quan tại hạ đi chỉ họ quy phục trên này, à bây giờ hạn xì rồi, chương trình đi à ý kiến xì rồi, đi à có con nặng nặng tuân chịu quay đầu chịu em ngon bể xì, à thế mà cha ấy rồi yêu thái lan mà tốt khu chèn à ha. Chúng ta không biết rằng cái này liên hồn hòa miệng là đại sự. À, yếu tố để công liên hồn, để công thiên, yếu để công địa là, ha. À, để công hậu gia, yếu để công phụng địa là, ha. À, tôi nói thì cái này tốt đại à, yếu tố để cái công tiên qua là à, yên quan về cái gì, đây là chỉ là mục tiêu, ý về vì là thế con người lại hiện chịu thế miệng, học kỹ là chính ý, để tăng tuổi bảo vệ lại cái được thế chứ, dục thể lại cái được ý đi. À, trong chỉ dục thể tức là ý đi, dục thể cao bao mà thì thọ quỷ thì thọ. Trong chỉ liên hồn dùng để tốt của này hết khâu quỷ, thế là liên hồn chịu yên quan bởi sĩ để phải cao thì dùng để hết để tốt tài. À, anh chàng tài thì được cơ vị trở lại mình nói công kỳ, nghĩ là bố cái đầu bình thường, bố cái đầu thi cỏ, bố cái đầu ai xong, à, dùng để cân mới chưa yên. À, tại bởi vô thì này cường theo thế chỉ đâu gì là gì chứ, bởi vô ta. Yên mê đi là yên quan tuệ hồn, yên mê đi là yên quan tuệ hồn. À, yên quan对王的意思讲天在要学在恩亲像王一样啦哈，所以哦，人呐在迄个都在遵守啊，迄、那个耶稣基督组团的道，就未过来在迄个都在拄着死，伫对这个时阵灵魂就已经化了，啊，这个灵魂化了，连将来肉体的死，当是灵魂继续就提被提上天吼。啊，甲上帝做伙同甲下去，就是咱较早讲的体记录。啊，所以伫这个所在，啊，因咧讲啊，你正是鬼附身，后壁喊来死啊，等于真正拢死啊，你去讲你未死吼，啊，就是因对这个话吼，啊，无多人了解啦吼，啊，无多人了解吼，你因吼，佮拢正担心吼，你因的时阵吼，佮拢正安尼神经解体啦，就是讲因家安尼正。无回转之地啦，吼！啊，表示因对耶稣的话，吼，拢对安尼听因要讲，因要听的啦，吼，讲因要听，拢是听迄、那个，吼、哦，什么时阵吼，犯着安息日这款的大事啦，吼、哦！啊，所以吼，这个耶稣咧正经咧讲的吼，因无伫迄个咧所在咧听，啊，所以吼，因无咧遵守啊，耶稣所讲的迄、那个遵守啊，耶稣所讲的道。哦，因就无啦吼，啊，所以这个所在吼，啊，你照讲阿伯汉的死啊，天地嘛死啊，你还佫讲你是算甚物货？吼、哦，差不多是这款的意思啦吼。无同呾呾，敢讲你比阮的祖先阿伯汉佫较大嘛？伊死啊，正天地嘛死，你将家己当作是甚物人？哦，这是较多迄句话的重复啦吼。啊，伫这个所在咄咄逼人吼、哦，你即问耶稣。啊，五十四章耶稣就用讲，我若荣耀家己吼，我的荣耀就无算做是啥物啊吼。荣耀我的乃是我的爸，就是恁所讲的恁的上帝啦。吼、哦，这个五章三十一章、三十二章吼，啊，咱已经探讨过，咱看卖。五章三十一章约翰福音，五章三十一章、三十二章，我若是为家己做见证，我的见证就无真。啊，另有一个为着我来见证，我也知影伊，甲我做个见证是真个。哦，所以吼，伫即个所在，伊搁来重复，啊，搁来伫即个所在加强，伫头前五章啊所讲个话，啊，所以伫即个所在一摆搁一摆，甲因举证，吼，甲因举证，讲伊就是对父上帝来个。啊，所以吼，伫即个所在，伊毋是荣耀家己，伊个荣耀乃是对上帝来。伊就是咧荣耀上帝，吼、哦，哎，这是就是来到现场，哦，好，后来五十，恁未捌认捌伊，我却认捌伊。我若讲恁无认捌伊，我就是讲白话，亲像恁一样，拢是我认捌伊，也遵守伊的道啦，啊、哦，所以这个所在。啊，耶稣搁一边甲因加强，啊，我认捌伊，啊，恁无认捌伊，啊，我若讲我毋捌伊哦，安尼我就是我咧讲袂出啦，啊，所以伫即个所在吼，互咱看起，伊伫即个所在搁来咧强调，啊，我认捌伊，我嘛遵守伊的道啦，
我嘛遵守伊个道，耶稣基督拢遵守上帝道。耶稣基督既然遵守上帝道，咱就学耶稣遵守上帝道来遵守耶稣所讲个道啦。哦，所以伫这个所在哦，七章二八十到二九十，咱看卖。约翰福音哦，即咱打查过咧吼，七章二八十、二九十。彼时，耶稣伫殿里教一人，啊，大声讲：“恁也知影我，恁也知影我，也知影我对叨落来。我来并不是出自家己，那总是迄个替我来的，是神的。恁并无认捌伊，我却认捌伊，因为我是对伊来，伊也是替我来。”哦，所以伫这个所在吼，咱看见耶稣搁一摆搁一摆咧举证，伊是对上帝做起来。所以咱就爱遵守啊，耶稣的道，也遵守耶稣的道，就是遵守上帝的道。实际耶稣嘛遵守上帝的道，所以咱也学耶稣咧遵守上帝的道，咱就袂当啊，无见着死啦吼，会当得到永远的活命。五十六节，阮的祖宗，阮的祖先阿伯拉罕啊，欢欢喜喜啊，仰望。我的日子，恁的祖宗啊，恁的祖先吼，恁的祖先这个阿伯拉罕欢欢喜喜来仰望我的日子，总是既然看见就快乐。恁的祖先阿伯拉罕欢欢喜喜吼仰望我的日子，既然看见就欢喜快乐啦吼。啊，所以吼，伫这个所在，因为伫阿伯拉罕的时阵啊，又过来介拄到上帝。哦，又过来再拄着上帝啦，吼、哦！啊，咱亲像咱前两礼拜要讲耶和华以勒，啊，伫迄个所在要献上这个以撒的子，啊，伊也拄着上帝，啊，真正是耶和华伫山顶啊有陪伴，啊，就讲啊，这个要去做他妈恶魔了的时阵，啊，又提献主只，啊，伫迄个所在来甲这个阿伯拉罕讲起这个代志。啊，真正要生伊达，嘛到来过来阿伯拉罕啊，讲起遮个代志，哦，所以哦，恁个祖先阿伯拉罕哦，是欢欢喜喜仰望啊，我个日子来到啦，吼、哦，看起就快乐。啊，所以哦，每一摆看着天灾啊，阿伯拉罕拢差不多拢得着大奖啦，吼、哦，拢得着祝福啦，吼、哦，亲像迄个轮福吼，挂尾。予你个福个，亲像天顶个星、海边个带遮尔尔济，即是五章十三节就已经，五章十二节伊离开本乡本土个时阵，上帝就已经答应阮安尼。吼、哦，然后吼，伊让即个罗德，吼、哦，啊，即经迄个、即、那个、迄、那个多德玛恶魔了，上帝嘛佫应允一届呢。啊，即嘛献伊只，哦，上帝佫来继续佫来应允一届。哦，三摆甲伊强调，咱政府讲哦，讲你无留你个独生囝无我吼，独生囝吼，无留你个独生囝无我轮福，我要做想做你大福啦吼。啊，这啊这间个人吼，要因为你啊来蒙福啦安尼啦吼。啊，总之伊咧论阿伯拉罕个时阵吼，五十七代犹太人讲，你还袂五十岁咧，你哪有看过阿伯拉罕？哦，阿伯拉罕是千岁啊咯。啊，公元前两千年啊，啊，阿伯拉罕是公元前两千年的故事的人物啦，离即马四千年啊。啊对哦，伊阿讲啊，阿伯拉罕还袂五十岁，差了两千年，差咧侪咧哦。哦，总之吼，即句话我捌引用啦吼，耶稣生做真透咯，因为耶稣迄个阵才三十通岁尔，吼，这到底是几岁讲啊？咱知是耶稣三十岁出来，33岁就定是伊个。咱是31岁还是32岁？不管着，反正30通岁尔。啊，30通岁，予人讲你还袂50岁，吼，这吼，这就是，那讲着咱个人哦，咱就感觉讲期末是真歹，啊，这啥物咧？我还袂50岁。啊，对哦，咱对人的年龄，爱就讲人的关系哦，咱人只爱小心，讲话哦爱小心啊。我有一届吼，这个伫前几日时阵啊，甲一个长老吼。啊，顶了娘，啊，大家啊，伫咧安尼啊，咧做熟啊，伫探访的时候，啊，中途简单去因咧所在啊，食一个牛肉面安尼啦吼，啊，食一个牛肉面哦，啊，
啊，槟榔油吼，食了了吼，将苦了吼，苦了啊来将出去，安尼吼，牛肉面较诶，食了较大，吼啊，我淡尾槟榔吼，啊继续搁里啊讲话，吼啊食了就是，啊迄个槟榔吼，特别客钱要付钱啊，吼，啊唔是不变。这个丢了吼，食丢了吼，伊先食了一顿，先出去了吼。啊，食一顿，我先掺伊做伙出去了吼，先掺伊做伙出去。啊，丢了你食较慢，啊，食较慢的时阵吼，丢了你特别付钱。啊，伊甲讲一句讲，恁也功夫了。讲恁也功夫了安尼吼，所以咱也唔知人的关系吼，就唔好学袂清楚。咱来讲啊。都加迄个真正辅料啊，哈，啊，都加迄个头家辅料啊，那唔好按看咧乌白家庭这款的关系啦，哈，嘿，啊你啊，迄个也唔知，迄个真正正咧讲讲咧，因阿公啊，即吼，阮迄张了听咧，阿唔咧感觉真伤心，哦，啊所以吼，你看这个都在家，阿都讲讲啊，你阿未五十岁咧，啊，阿公这阵才三十通岁尔咧，哦，才三十通岁尔咧，同你阿公阮张医师看，哎呦，张医师你六十岁未？你哪会甲问伊会真欢喜？你妈妈问讲，当年做你八十岁未？哦，即安尼你着钱花啦，迄落去啊，哦，介好你爱问较少年嘞，吼、哦。啊对哦，伊讲你还未五十岁嘞，安尼表示伊真透老，吼、哦。对哦，那有可能看过阿伯的汗啦，吼、哦。你着是一千岁嘛，无可能看阿伯的汗，哦，这是因为咱知影历史啦，吼、哦。啊对，阿伯公公，我实实在在甲恁讲吼，无、哦、阿伯的汗的代志，就已经有我。因为吼、哦，耶稣就是道成肉体的耶稣，啊，道就是上帝，所以吼、哦，耶稣就是上帝，道成做肉体，降生来到世间人，顺心顺服到底死，会当救赎世间人啊，互今后脚头有诶无毋跪拜，啊，有那嘴诶无毋无落称赞耶稣基督之主，啊，所以吼、哦，伊是对。啊，这个上帝，这个所在，由阿伯拉罕来创造天地之，伊就甲上帝啊做伙，哦，做一伙吼，共一个体。所以五十六章讲，对安尼，因就要揢石头钉伊啦，吼、哦，耶稣出离开吼，对殿内面出去啦，吼、哦，因要揢石头钉伊吼，要揢石头钉伊吼，那几个所在呢？咱看十章三十一节。咱家只那家族件哦，件可能唔在，但我在十九，十九三十一层吼，犹太人搁要揢石头钉伊吼，搁是这个三十一层讲过了吼，搁要揢石头钉伊吼，有两三届吼，拢要揢石头，十一章第八节，十一章第八节，门徒讲，列比犹太人本来要揢石。最近吼、哦，拢要摕石头钉你吼、哦，你要还佫要往耶路撒冷去嘛？吼、哦，这个所在吼，就予咱通知影讲，因拢想要找空地方吼，要予耶稣安尼，要予耶稣死就对了。吼、哦，因为耶稣讲这道吼，因感觉讲唔敢若是听袂落，佫是不满上帝。吼、哦，所以吼、哦，这款这款对耶稣基督上帝的真理无够了解，有时吼、哦，你讲要护道吼。啊，活到尾，才变是背道，吼、哦，背道吼。啊，对吼，咱人正唔通为着啊，讲活道吼。啊，所以就什么话，什么了态度，还什么来弄出来吼。啊，因为吼，耶稣唔免咱保护啊。我拢认为耶稣唔免咱保护。啊，总之吼，地面上诶，即个法律咧吼，也无好势吼，咱就爱跳出来讲。吼、哦，律例制度无好势吼。咱就爱跳出来讲，啊！若轮到讲要保护耶稣吼，也是保护上帝吼。咱唔免替耶稣保护，咱嘛免保护上帝。总是人啊，归于上帝吼，咱就行公义啦，哈、啊！行公义跳出来讲吼。啊，所以吼，伫这个所在吼，伊就对殿内面出去吼、哦，要找头一拜要甲伊点吼。啊，总是耶稣知影伊的时也未到，吼、啊，所以伊也未惊死的吼。伊、啊、知影时也未到，啊，时到的时阵吼。咱若看耶稣嘛，有少发挣扎啦，吼、哦，毋是挣扎，非常的挣扎，吼、哦，到伫克西马尼园吼，伫迄个所在祈祷啦，祈祷吼，讲流汗流到亲像血滴安尼啦吼，啊，所以吼，你伫迄个所在，佮祈祷讲爸啊，若会当将即个苦杯离开我，总是毋是照我的意思，是照你的意思，
一个人都将被肉体就是肉体，伊肉体吼就是有限制，啊有限制吼，嘛一个巴肚枵，啊唔只有迄个石头变做饼的试探，啊肉体有限制，都也都看到这个迄个无神吼，啊伊就哭，啊嘛为着要落再另哭，啊为着这六道死吼，这个迄个姊妹啊无神哦，伊做那为着在咧哭。啊！你靠吼，唔是靠讲亚伯伊来巴罗死啦吼，是靠讲话啊，因对对亚伯的信吼，还阁是无够吼。伊讲哥我大我对命大我四个人吼，因啊我的人啊四个人要阁我啦吼，我的人吼永远袂阁死吼。啊，对，这一个我的人讲永远袂阁死，这一个讲哪家都活得到的时阵，你是我的，你还阁我嘞？你是信主的，有救主的道。你就会当永远无经过迄个死，直接就啊，这就鼻涕上天啊吼！来，这是咱第八章吼，啊，这个所在暂时搁一讲到，咱有要回应无？还是有啥物款的问题要讨论无？有人在问问题，你爱拍开你的视讯，哦，啊，迄个声音甲点掉，点掉，啊，你的声就是。那要问问题啦吼，啊，若无的时就，我接续去第九章。问问题，啊，分享拢会了。回应袂使吼，多一个。好嘞，第九章啦吼，无咱只开只做一位报告大家吼，再过来看啦。第九章吼，啊，伊伫前面个啦吼。第九章第一段吼，讲亚当过去个时吼，看见一个人。生来就聪明的吼，要多看见伊就知伊是生来就聪明的。哦，这是予咱常知影讲，也多是对上帝来，虽然伊是肉体，总是伫灵性的内面吼，伊参上帝灵是相通的吼，所以上帝灵相通，伊看得知影这个经验啦吼。啊，所以吼，学生就问伊讲，讲了比啊，这个人生来是聪明，伊犯罪，是啥物人犯罪？是这个人嘛，还是伊的父母嘛？这是犹太人吼，诶一个观念啦吼，啊，伫迄个时阵来讲啦吼，就这嘛算是医学的一个文明啦。哦，两千年前哦，两千年前吼，因是认为讲，除非是你家己乱，你家己犯罪啊乱去做吼，啊，家己无小心啊做塌啦，啊跳楼、跳上楼、跳落楼，啊是安怎吼，啊脚一压断耳痛啥物的，目睭怎呐吼，伤着拢有可能啊。啊，就讲啊，爸母吼，啊，这个为非乱做啦吼，啊，这样就生了安尼，啊，奇形怪状啦吼，咱拢会看到一寡较可怜的啊，才会迄落下吼。总是耶稣伫这个时阵就已经全部甲托办，吼，咱茫认为讲啊，人生来就按就有贷款的吼，这是表示伊个人犯罪，啊，就讲伊的这个。爸母犯罪，吼、哦，甚至伫佛教咧讲的轮回啦，吼、哦，啊，无这个代志啦，吼、哦。所以耶稣伫这个所在讲，唔是这个人犯罪，啊，唔是伊的爸母犯罪，就是要伫伊的身上显出上帝作为来啦，吼、哦，显出上帝作为来。总之吼，人家耶稣嘛会甲你讲，你即马已经得到医治了，对呾以后卖阁犯罪哦。所以哦，这个犯罪的观念哦，伫这个所在有掺杂啊。所以，当时对这个生来就清明的人吼，啊，伊是真清楚，吼、哦，伊是真清楚。吼、哦，所以哦，咱拢讲诶，上帝话吼，是有对付、有对付的啦，吼、哦，毋是干那只有单一个事件，你去单一个事件吼来做所有的这个评分吼，这安尼是唔对的。哦，所以咱有啥物人犯着啥物款的病，迄毋是歹接着伊无遵守上帝，咧互上帝讲脚断，咧互上帝处罚。哦，这个观念是大错特错，吼、哦！咱有看见侪侪患者患着病的时阵吼，啊，伊安尼颠倒，啊，真有信仰，啊，互咱看到伊的真话，感觉真感动，啊，像伊安尼的时阵哦，咱唔知要偌难约的，总是伊还佫真欢喜，啊，真喜乐，吼、哦！所以这款的人哦，在咱的身边四周围，吼、哦，咱的姊妹兄啦，咱的亲朋戚属啦。吼、哦，咱现在看到吼，也毋捌听因咧埋怨，啊，就看到就种安尼真平安，吼、哦，啊，看咧真乐，还佫真乐天吼、哦，啊，看起安尼真有喜乐，
啊，伫因个内面吼。所以吼、哦，毋是啥物人犯着啥物款个迄落嘿，啊，所以才去处理去就着即款个病症啊吼，啊是讲才去拄着即个意外啊，咱千万都毋通即款个观念，拄着意外，咱毋通只袂了解，啊袂了解吼、哦，咱嘛无度，咱毋是上帝，吼、哦，咱无度通了解所有个代志。哦，对你安慰人的时阵吼，啊，千万都茫去分析甚物款的原因伤济啦吼，啊，这有上帝美好的带领啦吼，啊，将来咱即马无明白，将来咱当头对面吼，啊，咱求问上帝就会通清楚知影。啊，对吼，咱伫即个所在也都讲，毋是伊犯罪，嘛毋是啊，伊的爸母犯罪，是为着即个时阵吼，就要显出上帝作为啊。所以，咱感谢主吼，咱两个着感情的这个，咱的同工啊，无论是姊妹啊，经过这段吼，你看卖，咱即卖呢有喜乐啊，有进步啊，所以吼，这个指数拢到伫正常度的以下吼，拢保持伫正常度以下哈。所以吼，予咱看见上帝的美德吼，啊，咱嘛看见这个保罗吼，保罗有影过去吼，真歹啦。啊，总之哦，伊派了了吼，伊安尼悔改认罪了吼，哦，伊变作真忠心、真忠心的基督徒。啊，真忠心的基督徒吼，伊替人祈祷啦、医病啦，吼、哦，无价医助。啊，总之伊家己本身吼嘛得病呢，啊得病吼，甲上帝求，啊上帝来讲好啊，你莫阁求啊啦，啊，我会稳定教育你用。啊对吼，伊带真久带一支刺啊。哦，政府带一支持，哦，啊，这支持哦，我顶次咧听张医师讲哦，佮讲了佮真精彩，哦，伊讲哦，保罗政府这支持，差不多较十点钟来，张医师你讲者，较属于尿型啦，啊，讲癫痫啦，因为迄个表现哦，会安尼去到你去大马士的路中，啊，敢若有光你甲照别人也看无，啊，有声音你甲讲别人也听无，啊，拢脑内底吼。放电噼噼喘火安尼，吼安尼起，那个比上人搁较艰苦，啊，只趴在涂骹，啊，人甲带去直接迄个所在，两三工呢，两三工吼，迄目睭吼，敢若迄鳞片啊，落来走好天光，啊，走好食物件，哦，即款痛苦咱人捌拄过吼，毋知影讲迄个腰型的痛苦，啊，这是真见笑的代志啦。那对一个国会议员来讲吼。哦，啊，什么代志唔好病啊？病即款咧，伫人个头前安尼吼，下死下死。诶，不过吼，伫个希腊时代吼，人迄希腊个皇帝吼，那变变幽灵吼，讲迄个伊甲天神咧讲话。哦，迄是上帝咧甲伊讲话吼，啊，但是甲保罗个心情变做伊个见笑。啊，当然，无一定干这啦，无说你捌讲迄个做吼，伊学生。哦，啊，看伊写迄个字，爱用足大字，才有法无。哦，迄嘛足痛苦个呢。哦，啊，包括伊检查有迄三叉神经痛，咱讲迄个偏头痛，哦，我跳来到底嘛是死死叫，迄光咧死吼，死甲互伊讲个安尼，艰苦啊讲啊，哪会管甲你气提掉吼？啊，可能啦，我向同佫讲就讲，凡是伊哪会无出来，伊牵手出来，照讲吼，国会议员。你要一个正式的牵手，甲伊做工，圣经当中都无记载，所以可能伊是官夫啦，就是吼，某已经过往去，啊，所以伫这个中间，伊嘛足孤单的迄款寂寞的痛苦，拢算伊的气，我是安尼解释。真好，多谢这张医生吼，伊用医学的这个角度吼来解释这，啊，这拢有根据啦。哦，伊咧解做较大只，拢有分过啦吼。讲即个羊形哦，啊羊形哦，人家会拍去，咱毋捌看过羊形的人无吼。我国校看过一届吼，啊个羊形哦，啊我印象拍到个真清楚咯。啊拍去涂骹咧烂，啊腿吼布白破啦，啊人赶紧哦，就用迄个刀吼复加咧，惊伊加纸，啊加纸安尼啦吼。啊你甲种种看咩？忽然间哦，徛咧伫正人个面头前咧讲道吼。啊，倒伫涂骹，淡仔烂吼，我后太工伊咧讲道，哦，啊，就讲着下工伊病挂几啊，家己啊本身，哦，带去碰着安尼，哇，这真正是吼，真歹看，哦，啊，这个目睭歹吼，这有可能就是伊吼，拢伫监狱内面咧食培训，
哦，对，伊就加入太师内面有特别注明讲，哦，我诶字吼，迄个人物，我诶字是安尼粗搁大，为虾米？伊家己爱写大字，家己才看有啦。哦，家己写大字，伊才看有，因为吼，咱像咱即卖，大家拢老岁仔啦，加在即卖电脑会当控制大细字，吼、哦，有诶人诶正经哦，较大字诶真会，嘿，啊，真好啊，看有未完结啊，吼、哦，毋免挂号定着看有，哦，啊，即个频道上是安尼。伊个片路上有咧讲起，讲伊个侦察船长就是讲，咱呾有四摆个即个海上个即个看做海外报道，伊正去报道煞，爱搁倒转来后，等下报告，啊报告了后，正着搁出国，啊出国搁转来，安尼来回有四煞，嘿，迄阵仔个船哦，诶，毋是即摆大只船嘞，迄阵仔船是细个只呢，哦，啊风若来，浪若来哦，啊摇摇拖拖，啊伊干呾呾呾晕哦，着晕到要死啊，啊搁有拄着船破个。哦，去一迄个渡渡行船，从后边迄个所在拄着船破，哦，啊，即个孤岛，啊，伫遐咧咧烘火烧，啊，咧掀茶，毋过倒出一只大出来甲加死，毋知出来甲加啦，然后出来甲加，大家拢斟酌了看，讲哇，这人做甲足歹哦，哦，迄海吼，虽然经过迄个大风影哦，无死吼，啊，佫毋放伊煞，啊，看看讲伊无死，拢大家拍咧拜，哦。啊，所以哦，这款的政策吼，诶，你看卖啊咧，一个是接敬田，会当共医病赶鬼，啊，医病赶鬼的功力吼，迄是非常的咧。也都讲吼，我所做个代志，恁嘛要做，而且要做比我较大个代志。伊用手巾仔压压咧，啊，人个病就好啊咧。啊，伊家己无法度，所以吼，人个亲像有啥物款个病痛，咱吼感谢主。就是要让咱去对这个软弱显出上帝勇壮，咱唔好伫病痛中间哦，就怨叹，吼，啊，就无使讲你咧接受一世人吼，啊，你咧接受一世人，咱个人生吼，大家拢会无同款，啊，有诶，这个时阵病痛，啊，有诶是迄个时阵病痛，啊，到年老吼，咱大家拢无把握，咱系啊，到年老吼，唔知要会到时系安尼，啊，你虾米人？你虾米人？啊，当的，吼，这吼，这大家拢无怕，会发生的什么人吼，拢唔知影，吼。啊，对吼，这款的吼，咱拢唔妨去想着讲啊，这是吼，上帝的刑罚，吼。啊，这吼，社会吼，是安发生安怎，这拢上帝刑罚，千万都唔妨这款的观念啦，吼。后来伊再来就证明吼，啊了，啊，是要伫伊的身上来。来显出上帝作为啊！吼，啊，第四，就讲天探日时的时吼，咱必须做迄个替我来的工，下暗暝啦，到吼，就无人会通做工啊啦！吼，所以吼，伊伫通过这清明，伊这个所在讲伊的清明吼，伊无多人为主做这么款的工啊！所以吼，咱若着爱安尼，吼，这一个机会教育，一个机会讲，因下暗暝，下暗暝唔变咱即马啦！吼，季节拢会当有电火啦，这么货。哦，就爱点灯火啦，吼、哦，点灯火啦，有当时啊，搁再风较大嘞，吼，啊，枝干离迄个所在安尼袂好势吼，啊，这拢有可能啦，吼、哦，所以耶稣就讲爱把握光阴，啊，趁咱脚手好诶时吼，伫、迄个所在为主做工啦，吼、哦，啊，第五代，我伫世上诶时吼，是世上诶光，吼、哦，我伫世上诶时吼，是世上诶光啦，吼、哦，我伫这个地面上诶时阵吼，是地面上诶这个光。啊，也搁讲，也搁讲这个话，就配嘴烂吼，就配嘴烂，伫涂骹呢，啊，然后搅落锅仔糜吼，啊，糊伫伊个目睭啦。哦，这个所在吼，当着真趣味啊！来，咱先讲世上的光啊，也搁是世上的光，对于这个世上的光带来去，伊伫人个目睭吼，这甲世上的光有关系啦吼。三章十九节吼。三章十九节，约翰福音三章十九节，刚来到世间吼，世间人却无啊，即世间人因为家己。的行为是歹的，无要爱光，却就困黑暗。定恁的罪，定因的罪，就是为你，就是安尼啦吼。啊，所以伫这个所在讲，
khi nào cơ phải nông quan huyền cân biển bố bê đại chiều cân họ chỉ tập tập không kia như này hiểm ngụy chiều chấp bì trong chỉ kia trên đi hề thì bê đại chiều cân bê hiểm biển y tốt nhà chỉ khơ dòng để lại nhà họ tôi chỉ tê chiều cân là họ à thế để tê chiều cân tỏ lại chỉ y tì bạc chiều thế là bạc chiều họ là mẹ tăng khoa kỳ cân nè họ họ làm khoa kỳ cân họ à thế để cân họ giờ tôi lại y tì thế để y tì họ dòng cái tê bê đại nâng toa xe kìa nâng thông chống khoa gia tôi đã ý tì hò nóng chỉ trịt chậm nóng chỉ trịt chậm hò nóng chỉ tùy chứ đề xe này chụp xì miền hò chúc chị hò nâng toa xe kìa hắn nâng toa xe kìa thoa chứ toa thì chỉ có tùy tùy nó là hò thổ tì thổ khá á tạm hò á thổ khá thì tỏa hòm á tỏa hò cặp kéo tư á ná thì lộ có mọi hò cặp cổ thì ý bằng chú là hô á trên này à bế tay thì bà đàn thò này con hô á trên này kêu lắm tóc thêm này à tôi biết ít đi rồi ít đi, à thằng ấy cũng được chia gạo, xí làm mày cơ à, à này thì cứ ít đi chứ làm được phi thui nọ ha, phi thui nào cũng chỉ chấp phi bạc kêu họ cũng à, thế chấm thế ăn cũng chấm mới tệp được ít đi, cứ kêu lục có mày, à phi thui nọ, không phi thui nọ thì ít kiếm nhà cha hay này, à cha thế thì cuối học cái gì đây, phi thui nọ thì ít kiếm gì cha kiếm cho cái tài chia này, à chấm phi thui nọ kêu lục có mày, à cha ông lục có mày, cái cô bạc kêu, à mình để thông tiền làm cái này. Ờ, thì là tao cũng ấy thì chơi tuần chứ con này cứ chơi kỹ à chứ cũng tuần chứ con này quan họ à tôi u khơi đường đi để chơi kỹ chơi để tiết được đi 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 về rồi họ tôi họ đang thông qua à đi chơi nghề đi đi họ à chỉ chập đi hết tôi tại chỉ chập đi đi thông qua đi chơi đi hết tôi tại đi đi nó ít thì nó mới trồng theo đi chơi nghề đi đi từ chỉ chuyên gia họ quy chương này lại chơi để đi huy à chứ để em bền cái là em bền à game hoạt cái tài game hoạt à thế đóng chỉ hỗ trợ để hỗ làm cái tỷ huy thì hết là tôi tài khai hoạt rồi xin này chứ để yếu à các xin này chứ để quy tơ để kỹ thuật à chỉ ông kiểm nghiệm để chứ để xuyên khắc à thế đóng chỉ chuyên nghiệp họ khắc ra mấy nó khỏi chứ đừng bắt khỏi này con ngộ thế rồi tôi chỉ để con tôi chú tổ à con này là nghe bắt đầu cũng chưa mi huệ họ tôi có công để chơi để họ tôi họ thì chỉ để tôi tài năng phong chuyên công hết giờ tôi này ông chứ còn này phòng chế khai nhà năng chất tôi chỉ với công họ nên là họ có đồ có mày họ bền bà đi ông có đồ có mày áp phòng phòng này họ anh ấy tới phòng kia họ mù rồi công kêu chỉ xe rồi à tí xe rồi họ xe rồi à tí xe rồi họ à cơ điện họ thì cứ bù công chăm như vậy này họ y mà anh chẳng chuẩn hoặc à thì ông xe rồi à tí khi xe à ừ thấy à chính chỉ để một số mà bắt đầu chỉ ta cơ họ công tùy y thủy thủy nọa giao lộc có mày cái giao bạc kêu cái cô bạc kêu cao tê ra bị chỉ loạn nè họ chết tiêm qua một này à không chỉ họ chỉ từ ai chỉ cao tê ra bị tê tất cả các cuộc chỉ toàn cù đi à chỉ toàn cù đi à thế này chỉ thêm mẹ đi cả thủy thủy nọa chứ mấy hồi à tuy lại còn phải lo bộ vấn đề à vấn đề tiêm gì chứ mấy tôi tại yêu hoa hi chuẩn học bộ là yêu hoa hi hồng thế kiến bộ tôi chính thức thì tôi hơn thế là à thì cái ý tôi kêu là hoàng thế kiến, ví dụ hoa ý về hoàng thế kiến, tuân theo trọng đề về thì hết là tôi tại hoàn chỉnh trọng đề, tôi cái đi biển liền này, chủ kỳ tộc, tôi cái đi cao tài, đi nào về hoa ý cháu chủ kỳ tộc, tôi cái đi cao tài, tùy chủ kỳ tộc có tin tâm, đi được cháu ý về lại rồi, bổ tuân hết là giao gì à, chỉ bổ tuân bổ kia mà hoàn, à bổ thì hết là tôi tại anh ấy anh ấy cắt cái con nó hình dung à chịu thông tì à mai hoàn ai chăm nhỉ anh ấy đi xí kia để kêu à họ đi hoàn toàn để xí kia để ổn định để kêu à họ tôi họ chỉ để tôi tài họ nó còn khó khi y anh ấy tôi nâng cao AED là ha nếu mà chỉ để tôi tài mà tôi nâng cao AED mà chỉ bạc chiêu họ cái con anh ấy bạc chiêu chứ mà anh à cái AED ấy bạc chiêu cho mình có khó này bạc ấy được đáng họ trên chiều ấy được chiều tháo là họ à cái này thì mình cứ lại kỹ tư chỉ tuần họ đấy được khoa khi đảng à họ anh chàng trường thừa anh đảng anh chàng lại chàng thì anh này họ họ tiêu những cái kỹ độc à tôi họ thì chỉ được tôi tài họ đang làm khoa khi họ các tôi được đi đây kỹ tư chỉ tuần họ ví dụ tôi được căn đàn là khuôn khổ là su kỹ tộc à na trên trường chỉ được chỉ tuần bồ thiền đi ấy nha là bồ thiền đi ấy kỹ tư thiền đi được thuần luân thiền đi được kê cho cái này thuần thanh kỹ tộc cái quê nếu là chỉ để cho tôi đi khui thì ai chỉ công thì hết là tôi tài may hoàn ai chỉ công thì hết là tôi tài anh ấy khi tật anh ấy đi khui thì
啊，你永远都无度通享受主的稳定，吼、哦！啊，所以伫即个所在，咱看见伊欢喜奉提献，伊欢喜顺服，伊无认为这是一个侮辱，伊无认为这是一个安尼奉统治，啊，伫迄个所在安尼去到迄个所在，坐落阿弟说，啊，最后目睭就已经会看见。后来重点伫讲为虾米要配退呢？掉落寡嘛？约翰福音的真耶吼，我讲过拢有是拢有伊的啊特性的吼，拢有咧重点的吼。咱对水变作酒，咱有讲起伊是时间的重点，因为水变作酒吼，葡萄汁敢若要煮做酒，着爱一二十冬才会甜呐，才会香呐吼。啊，总是伊瞬间着水变作酒，所以伊是时间控制时间的重点。伊大半个囝是迄个距离他世界有50公里远，吼、哦，对咱有即法用时间去甲推断啦，吼、哦。啊对吼、哦，安尼伫即个所在祈祷，伫50公里远个所在吼，就会当得到伊的，所以伊是空间个重点。啊了，第三个真正吼，第三个真正伫即个，第三个真正啥物真正？伊大半个囝啊了嘞，地主大地。啊、哦，彼此大地吼，伫第五章的所在，啊、哦，两个真热，第四章上尾啊，甲第五章的头前吼，彼此大地，迄个38年，伊看到迄个38年，伊就怜悯伊，啊，规个彼此大地，只是为遐那样济患者，伊无去医治，伊只医治即个，看来知影，伊就知影讲医治真，迄个破病真久，啊，38年，啊，这38年是啥物？这38年就是伊这伫旷野的时阵有38年之久。哦，整个来讲哦，是讲40年啦。哦，总是因在旷野内面哦，有38年。啊，这个38年哦，也都是基督迄个咱在旷野生活的这个救赎。然后到伫这个5饼2尾鱼哦，互7000人食饱饱。这个讲起也都基督，就是迄个终极，迄个摩西都带伊这个百姓在旷野40年，下早就有玛纳，下晡就有鹌鹑。哦，下晡就有鹌鹑哦。啊，这款的这个的一个上帝，吼、哦，然后平静风甲海甲海景吼，伫迄个所在南边半暝，啊，摇雷真艰苦的时阵吼，啊，耶稣去到伊，啊，马上就到因的目的地去，吼、哦，对含连大海嘛听伊啦，啊，对今仔咱伫这个所在第九章吼，这讲起来是第六个真耶，啊，总共有7个真耶吼，到伫第一章互了在路高啊，迄一个高峰。啊，这个所在吼，目睭算作是第二生命，灵魂之窗啊吼，也会当讲是看见世界的光，看见耶稣基督的光。啊，所以伫这个所在吼，用啊是安那咧，用血暖雕落瓜麦，上帝安那痛着阿东。用土。用土，啊了咧。温一口水。对，人甲动物无同的，就是因为有加一口水。用土掠情的阿东，在迄个所在，上帝给伊分一口气。所以哦，耶稣在即个所在配对呢，亲像上帝分给分一口气吼。迄个掉落寡麦，迄落寡麦就亲像阿东迄款的肉体，迄款的土，伊用安尼来医治即个叫做啊，即个生来就生命，只无加伊的名吼，生来就生命，然后叫做爱奉提献。奉提献吼，毋是干呐，是即个甲即个本来就清明咧讲，将是伊伫迄个所在嘛咧告别，耶稣基督本身就是奉提献来啦。耶稣基督本身就是奉提献来，啊对吼，耶稣就是迄个甲上帝共款，用土碰着人，啊，分口气，互人个第二生命目睭得着光明。在迄个所在看见上帝的恩光啊！哦，对啊，这个真耶，在启示录内面，在这个约翰福音内面，伊予咱一个真无共款的启示。哦，咱一直七个真耶，拢一直咧印证，耶稣基督在一个统治世间的状态，无论是时间，无论是空间，无论是大自然的海啦，吼、哦，还是讲人所食的，拢有伊的上顶。哦，人破病医治的嘛，就伫迄个内面会无同款的意义包含伫迄个内面啦吼。啊，所以哦，这个礼拜日伊个厝边吼，
cấp lộ trọng khoa kỳ y về khích giải lạc mà. Chứ còn không thể cầm chỉ thấp ta chuyện về khích giải lạc mà. Ta có lần con sĩ y, có lần con mà không sĩ khóc trên trường y, hay cả thì con sĩ quả. Thì cả thì con sĩ quả, tôi có cài cho con sĩ quả. À tôi nào, con sĩ quả ý tôi để con sĩ là bắt đầu chế khách ta là khích giải lạc. Khách ta là để lộ pin là khích giải lạc. À tôi nào, em tiểu tùy con ác liệt bạc chứ, vì chẳng biết đang tìm hiểu tốt tại khuyên này, thì anh cũng có một người mẹ kêu tốt giả sổ. Thì dùng đọc quá mạnh, bỏ qua bạc dư tôi và con đi ông tế lợi à, thì khi xe, qua khi xe chịu khoảng kỳ. Nên là khoảng kỳ chứ đầy là, để tôi kênh chừng, chính căn tăng. Chúng đi sử trí công quả là được. Mấy kể thì chứ đầy, chẳng biết huệ đông bên. Nó đi được mấy con, thì cảm thấy quá thân à thì khai xe chứ còn họ quá chỉ con chơi đẹp thôi mà giao thông thì đắng họ quá thì cao quá hè mình kể khai xe rồi đi để trong chiếc đề tài gì từ chiếc đề tài gì à thì hết rồi tôi tài phát triển nghe ta dùng lọc có mày cao áp giao thổ và dùng phi thì nó giao lọc có mày à kia bỏ để gọi bạc chiêu à kia chiếc xe rồi à thì xe à quá được khi xe à khi xe đi ào có bạc chiêu được hoàn nhỉ họ từ chỉ ra này ơ bị họ từ chỉ ra này ơ bị họ tôi ở trong đi chỗ phát triển này sử dụng họ tôi đang công tư kiện cho họ nên được ai cai hơi khó tại là đi phát triển này sử dụng cho sử dụng anh công cái hộ anh ấy đang đợi đang thì hết để tổ tài đại yên cần trọng để à tôi ở ý cho anh công đeo áo à cái để làm gì vậy yên công hết là làm thì ta được thì công áo quần tay này ai yên chịu trong ta chẳng hết để chi mẹ họ còn khi có phát hiện ra làm hết được câu tài, ai giờ có dùng nó quá mạnh hả, khi y bác chưa chỉ 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 ăn nhiều gì đó, yêu cơ chỉ ăn nhiều gì, à, giờ tôi hai thời để ăn nhiều gì đó, ấp chỉ giờ tôi hai thời ăn nhiều gì, giờ tôi có tỷ hết để chỉ cần bông tiền, ấp bông tiền chỉ cần to thì ăn nhiều gì, à ăn nhiều gì để chỉ cần nó, giờ tôi thấy à, trong tế e quân chim e quan thảo cho chỉ thèm, à, mới được công quan ăn nhiều gì mình thèm làm nghe. Ờ, anh hiểu chứ thiên năng cái đại gì ha, mạnh chắc rồi đấy, tân thảo ấy đấy, thế là chi chi là thảo chỉ chi ra đại rồi, ờ, à chi chi là chồng mới chín ha, anh hiểu chứ, tàng nó mới đại rồi, à cả tàng nó mới đại rồi ha, bộ bao khoa con cứu lạc nà, tự hơ sự lạc ha, thế chỉ đóng yên cái đóng để tăng rồi, ờ, giờ tôi biết hỏi anh ta chồng đề rồi chỉ thiên, à tôi chỉ anh hiểu chứ tôi phát đi ra làm ha, chỉ muốn con, ai chỉ anh đang hoàng nha, à chi mẹ chỉ cái anh con. Cái này có thể ta nằm mừng hết để chi mì là họ con bị chỉ ăn nó hoàn tiền họ á cái để chi mì từ thì hết để tôi tại con y họ từ trong nó quá mày họ á dùng thì quay bạc chiêu á kêu á khi xe á quay được hoàn tiền anh em à thế cái để kênh chẳng họ cấp tập ít tần họ cần phân à họ đi chơi mấy lần cá con đi chơi mấy lần mừng họ để chẳng ai con họ ai đi cá con anh họ quay được phân ngó để cháu chỉ được chủ chiếc con họ á cháu chỉ được chủ chiếc con họ tôi phát đi ra làng trong căn làng công công chết đại làng ho, không chỉ tùy chồng để lại là, nên là y bố chiếu anh nhiều gì là, à câu làng công họ công chết đại tùy kiến, biết ta như vậy tăng nhà chết chính gia này này, tôi in được khí hồn xiên là, tại là tại đấy công phát đi ra làng công chết đại làng chỉ đấy công chỉ đấy công chết đại thiên nghĩa, đấy công giả so là, đấy công giả so, cái này hoàn nói anh nhiều gì là công bị tay ý tì à, họ nói đi điều công quay có là cái à họ anh nhiều gì họ ê chấm mấy khăn khỏe nó mới tay sự họ ăn cái này phát đi tay làm được giá tiền công chấm mấy kia tôi khăn khỏe ăn chấm mấy mình chỉ khăn khỏe họ mà ai nhà nó khi chi rồi hè khi hội tổng tôi đây phải à họ mà để ai chi chi chiêu ăn nhiêu gì là họ ăn mà để ai cứ còn mà để ai thông giao hè tôi in u để trả cứ trình cụ thể để trả họ ăn tôi nhà ăn nhiêu gì nó là các thứ đàn quả tử là họ à chiêu tiền thảo tệ đấy họ bây giờ gặp hoàng quy à đang học phải được chi chi để thảo chỉ để cho nó chắc là gặp hoàng quy rồi nó rồi anh này công nghệ mô tặng anh cái tờ căng này không à tôi không bây giờ y tỷ rồi họ y tỷ rồi được tờ căng này không à thông thường à tôi được dùng công này nè à tôi à bộ cái phụ này à bộ cái khăn này không à tôi không dùng anh này để tạo thật giả to rồi không dùng anh này để tạo thật giả to à tôi thì cái này tôi tại thông chí họ của đám mà chính ông cầm họ cái con anh là con gì một chú anh ấy anh ấy im chỉ tùy chồng để lại à thông chí về nhà chính gia đấy thì để thế này chịu chính mình họ à cứ thế để tôi đã có ít nhất là thêm em chỉ hy vọng cho mình đi họ
是伊爸母唔对，唔是伊唔对，是要显出上帝作为来哦。哦，即款的教义吼，就阮平常时袂捌听，是袂捌看见的。哦，啊对吼，就大家气氛先啦，吼，大家气氛先吼。十七章天，佫对前面的讲，问讲吼，讲伊既然开你的目睭，你讲伊是甚物款的人呢？伊讲是先知啦。啊，就真吼，这个天命吼，当然伊这方面的上职，讲讲到伊咧认为讲先知就是上大。啊，所以先知就是上帝讲甚物，爱伊就讲甚物啊。就真吼，先知中间啊，若有真侪先知行真业吼，咱看伊利亚吼有行七个真业，啊，伊利沙吼，要迎接伊利亚的房的时阵吼，伊讲啊。愿感动你的灵，加倍感动我。所以伊利沙有十四个神迹，吼、哦，所以伊认为讲这是先知中的一个啦，吼、哦。所以讲安原无唔对啦，也我嘛是先知的角色啦，嘛是大祭司的角色啦，吼、哦。所以本身吼，正做羊羔献祭伫上帝面头前替世间人赎罪，所以也都是先知，因为传达上帝话，先知就是传达上帝话，所以吼，伊的认识是无唔对啦，吼、哦。讲伊是一个先知。伊个人吼，无进伊讲，伊一早前到，伊出世到清明啊。后来吼，去看见吼，就等，就叫伊讲，伊就叫伊个爸母来啦。啊，问伊个爸母讲，讲这是你个囝嘛？啊，恁讲伊生来就清明，如今要怎样会当看见呢？这啊是实在。伊个爸母甲伊因讲，讲因是我个囝，这是阮吼，啊生来就清明，这是阮知影。啊，轮到伊安怎，你著看见诶，阮却毋知，吼、哦。啊，是虾米人开伊诶目睭诶，阮嘛毋知。啊，伊已经成人啊，恁会当家己问伊，伊家己会当，伊家己会当讲。因为即个时阵吼，犹太人已经放掉啊，就是讲你若讲吼，即、這个耶稣是真滴诶钱吼，啊，就要甲伊赶出会堂诶。吼、哦，这伫正经阿家内面就已经讲起。啊，对啊，吼，这个清明的爸母嘛真有地位啊。吼、哦，迄个阵赶出会堂，咱袂都赶出殿堂以外呢。吼、哦，迄、那个教会哦，迄官兵大到这个程度。吼、哦，当然，迄一支较早野天主教嘛，就是先就安尼啦吼。啊，对啊，这拢乱用官兵啦吼。啊，对，伫这个所在吼，伊家讲，啊，伊早前这个清明，这是阮知影的吼。啊，伊已经大人啊。哦，伊已经大人啊，啊，伊安怎得到伊滴诶？啊，恁来当问伊啊。哦，最后二十，伊个爸母就讲是惊哦，讲这吼是惊犹太人，因为吼犹太人已经贪将好，那是认耶稣是基督诶，就要甲伊赶出会堂。吼、哦，咱较早就讲着。哦，这个是因已经贪将好，啊，伊嘛知影这个答案啊。吼、哦，啊，总是知影这个答案。诶，咱来看讲这个爸母组织。因嘛真有智慧，伫即个所在应答即个话啦吼，着用事实来做证明，吼、哦，也免甲因辩解，吼、哦，啊恁家己去问伊嘛，吼、哦，家己去问伊，爱确实就是安尼，吼、哦，所以伫即个所在，二三十，为安尼哦，因个爸母讲伊已经成人啊，恁去问伊，这已经连续讲两届啦吼，21-23吼，而且加强，啊伊着大人啊，你家己去甲问啊，详细清楚啊。啊，所以吼，这个法利赛人吼，第二次阁叫迄个早前清明的人来吼，啊，甲伊讲，你着爱将荣耀归乎伊啦，吼，归乎上帝。啊，阮知影吼，这个人是罪人啊。啊，25，这个再来就清明就讲，伊是罪人无，我毋知影啦，吼。啊，有一件代志我知影，我早前是清明，现今会当看。这句话印了足水，啊嘛印了非常坚定有力啦，啊、哦！伊是毋是罪人，这我毋知影，因为我毋是上帝，啊、哦！我袂当判断什么人是好人，什么人是罪人，我无迄个权柄，哦，总是一件代志我知影，我早前是清明，现今我已经看过，我不得这个清明所讲的这句话吼，真对咱正人。啊，下一个祈祷啦吼！我早前是清明，咱有济济信仰中吼，咱是清明，祈求咱亲像即辈由南站去坐，无爱要听牧者的声吼，无爱要遵守正经的教示，总是吼现今已经看
看见基督的恩典，看见上帝的道，也看见家己的软弱，就爱不要敬靠上帝，也看见上帝伫咱的身上都行各项的好。哦，这样早前是清明，现今已经会当看见，这是伊的一个信仰告别，也是伊一个真好的见证。通讲嘛是一个祈祷啦，吼，一个祈祷。啊，二十六代，因就问伊讲，讲伊问你做啥物，是啥物开了你的目睭呢？啊，伊就因讲讲，我拄则都甲恁讲啊，啊，恁无要听，啊，为啥物阁真要听？莫非你嘛真要做伊的门徒嘛？嘿嘿嘿，这个天命吼，真来真命啊，乞丐帮乞丐吼，总是伊呐真有志气呢，吼，啊嘛真有智慧。哦，啊，伫这个所在哦，伊做安尼家用啦吼。啊，对哦，看伊安尼三番四次哦，就讲干啊，一直要叫伊变口经哦，啊，伊就无爱变，因为哦，自这段伊就是耶稣预备的。啊，我以前都有甲恁讲啊，恁无要听，啊，即摆要你搁想要听，啊，恁想要做伊学生着？哦，对，伊即句话用讲来到底吼，应该就互因安尼哑口无言啦吼。啊，无拍断因的见教点上去哦，二十八章，因就问伊讲讲，你才是伊的学生啦。哦，阮是摩西的学生，哦，所以哦，这个所在讲，因是摩西的学生啦。啊，到阵啊，摩西学生哦，就是因是会当啊，就是爱遵守上帝道，亲像摩西要照上帝话语来讲来行。啊，耶稣拢是照上帝的的道，啊，上帝吩咐的，伊就照安尼来行。啊，上帝的能力啊，充满伫伊，啊，伊也用通过这能力。在那个所在做很好的工，在安息日不只会当教一人，在安息日也医治人。哦，啊对哦，在这个所在哦，对这个站哦，上帝对摩西讲话是阮所在的，只是这个人哦，阮唔知伊对倒落来。啊，迄个人就甲因讲讲，伊开了目睭，我的目睭。啊！恁竟然唔知伊对倒落来，啊，这就真奇怪了。哦，对哦，这生来就聪明，搁做乞丐吼。嗯。哎，快点！我这突然间中断了。当不救救呀！有啊有啊，搁出来。哦，伊讲，啊，这伊开了我的目睭吼，啊，恁竟然唔知伊对倒落来，啊，这就真奇怪啊！伊就开我的目睭，啊，就一个惊真只，啊，过去恁搁看见的惊真只是对倒来，你家己知影啊？哦，拢嘛是干那只的真知上帝的代言人，才有法度通惊只的真只基督。啊！恁叫伫这个所在讲，伊什么人恁唔知？哦，这个乞丐吼，生来就聪明吼，伊在这个为真理做见证吼，伊真勇敢。我感觉伊真勇敢嘛吼，伊虽然无什么款的口才，总是伊照组织安尼讲，哦，伊袂讲吼，讲到呢，那就讲到真安尼麻烦安尼吼，讲啊，所以安那。听无？卖古啊啦！无听诶？听无？哎，不是你。搁听来。声音卖较大些啦！你诶声音吼较大声些啦！看下是啊。安尼有快听无？有听无？无叫？还搁无听？无听，还搁大无麻烦细声。你也无听到，哎呦！安尼有听到无？嘛无啊，无听去。喂，卖估计啊！啊，搁都无出来唔着嘞。要无嘞，我个机啊，甲倒断去。啊，总是吼，即摆咧正着。有接断来啊，嘿。就无人插播，安那会断？有啊，哎，无够电，啊是许个雷格嘛，会啦，雷格。即摆无听到。安尼有听无？你讲听到？你声音蛮开，无声，无声，无声。我按我大声、细声拢试过安尼。诶，无声。
你要用大声啦，嘿。我怎么用同大声？哦，我看下啊。哎、欸，我看还搁等你。哦，你等吼。啊，你表示。是的，网络线路不稳定，通话中断。对，网络。机啊，照干呐。嘿嘿嘿，我等你搞这个。真有可能网络无稳定，啊，所以即马无输个电飞机，哎，电飞，哎，我即马甲我的迄个网络，迄、那个叫做声音吼，开电，哎，啊，看即马无输。哦。哎，啊，你的节目呐，更加正确。啊，我的节呢，这安尼听无？有啊，今麦有啊了。良心开机了。好好，安尼好，感谢主。良心开机了。好好，安尼咱家大讲好了。哦，啊对哦，这个清明吼，伊一代志哦，看起安尼真一个身份地位真卑微的人。总之哦，面对这个犹太人啊，这个法利赛人啊，吼，这个宗教领袖吼，伊安尼勇敢壮大，哦，勇敢壮大吼，在迄个所在啊咧做见证。哦，伫迄个所在做见证吼，啊，所以吼，啊，伊讲起讲三十一站吼，阮知影上帝无请罪人的话啦吼，罪人的声，独独只有敬奉上帝、遵行伊的道的，上帝才会听伊啊。所以是今仔会当行真正，是通过上帝，上帝通过伊来行真正。我想这是这个清明的，转来再来清明，伊所要讲的见证。啊，三十二节讲对统治以来吼，未捌听见有人从这来就清明的，伫迄个所在的目睭家己开啦。这个人若毋是对上帝来吼，要怎样会通做咧？所以吼，这个所在咱看见这个乞丐，这个这来就清明的吼，伊伫这个所在的见证啊，真正是有真有力，啊嘛真勇敢啊，一摆过来一摆，无伫迄个所在讨厌。伊哦，有可能因为目睭金吼，啊，为了讲这话，让赶出会堂，总是依照事实伫迄个所在来论述，确确实实就是耶稣基督啊，配水呐，交落高门，家高了目睭，啊，是坐落啊，伫洗了后，啊，伊就已经会看见啊，所以哦，但讲人若毋是对上帝来吼，啥物拢袂通做，这是伊做亲近的人吼。三十四章，因着因讲，你专人生伫即个罪孽个中间，还阁要教习惯嘛？对安尼就甲伊赶出去啊！所以赶出去就赶出去会堂啊！嘿，甲伊赶出去会堂啊！啊，总是赶出去会堂，伊会得救哦，这上帝个代志啦吼！啊，我感觉吼，赶出去会堂吼，即个法利赛人无即个官兵，甲伊赶出去会堂，啊，伊是耶稣所救赎个，当然。日后，伊若甲主讲伫即个得到医治了，伊无犯罪，啊，也是一直亲手上帝的刀，伊将来的果我嘛是永远的活命，啊，嘛是对上对主遐在咱一个所在，伊亲近耶稣基督，照伊所见证的安尼坚持，啊，咱确实伊嘛是上帝啊所救赎的，啊，唔干那是肉体得到医治，嘛会当得到永远的活命。咱再讲耶稣听讲，伊就赶出会堂，后来拄着伊讲，伊就讲你真上帝囝嘛，啊，伊就因讲，讲主啊，什么人是上帝囝，含乎我真伊咧，咱就去答。耶稣讲，你已经看见伊，现在甲你说讲话就是伊。三十八答，讲主啊，我真就拜耶稣了。所以哦，咱就看见这个清明的，本来就清明，而且佫是做乞丐。咱嘛看伊的身份真卑微，也是讲伊的过去的经历啊真惨淡。啊，总之伫这个时阵，伊确真有力，伫迄个所在来为主做见证。而且当当主咧甲伊啊咧甲伊提问的时，啊伊真安尼准确，真勇敢。啊，真稳定。伫迄个讲主啊，迄、那个都来用讲主啊，我信主啊，我信就拜耶稣啦，啊，就拜耶稣。耶稣讲，我为着审判，我为着审判到这个世界来，是要让无看见的会通看见，会看见的反倒转是清明的。
这句话对咱来讲哦，应该袂讲太深啦。哦，无看见的人哦，本来是无看见，拢是因为看见主多行多做，多会看见。啊，本来会看见吼，因为否定主，多教己的道，还是多行的神迹，还佫硬因的暗棍，硬因的心无要信从的，伊都反转，他变也做一千名，等于一千名。哦，所以耶稣来是世界光，是要照光伫咱的生命，互咱会当咱的生命会当哪活哪有快乐，会当啊伫即个任何环境下面啊，拢会当来为主啊来背命交战。啊，所以哦，捌伊的人目睭就已经光明，若毋捌伊的人哦，你就是目睭光明，心灵哦等于一千名，哦心灵就等于一千名。啊，所以哦，甲伊当较低调，即个法利赛人听见即个话哦，就讲讲，敢讲阮嘛一千名。耶稣就甲因讲啦，讲恁若一千名吼，就无罪啊。总是如今哦，恁讲阮会当看见哦，所以恁的罪就低了。伊若到阵目睭无看见哦，伊就袂做这论断，伊就袂做这批评啊。啊，总之哦，即摆因目睭看见吼，佮看见啥物？看见即个人明明就知影，伊是生来就生命的。伊伫个过程就是对耶稣配水烂伫涂骹搅落锅埋，过去坐落阿弟说，伊坐落阿弟说，奉提庆欢喜奉提庆去说的时，伊个目睭就得着光明。哦，啊，遮侪拢因拢看见，哦，听见，啊，间接看见。啊！因还佫唔信，还佫质疑，还佫要甲因的爸母赶出，要甲伊赶出会堂，总是伊来拜这个正上界新的上帝，就直接来拜耶稣公主啊，我信。所以地面上甲你批评甚物的，甲你讲甚物的，拢是基督。耶稣，咱对耶稣尽责任，咱对耶稣负责，这才是咱上界重要的一个职务。所以哦，今日咱伫这个经文内面吼。对耶稣的第六个真言，这个奉提庆啊，伫第六阿比说，第六阿比说时阵，佫是这个啊，配水烂掉落锅埋，啊，了后去说才得到光明。所以这予咱两项的启示，头一项就是讲，咱咧祈祷的时阵，这是两届啦吼。啊，当时啊，有人遐两届对咱来讲吼，有可能是二十届，有人遐是两百届，那个咱就无做事。咱着欢喜奉提庆，吼、哦！主一直咧甲咱交代，讲恁若是恒心祈祷吼，拍门个就要甲恁开，敲地就要推着，祈求个就要得着，吼、哦！敢有迄个讲，迄、那个老爸啊，迄个囝要求鱼啊，互伊抓，吼、哦！啊要爱卵啊，互伊结啊虫，吼、哦！啊恁即个地面上个老爸吼，无、哦、够好。要搁摕哪通摕好个物件互恁，何况恁伫天顶个爸，兼是摕搁较好个物件互恁。搁较好个物件吼，有诶所在讲，兼无将圣神手著互恁。哦，所以伫即个所在，互咱通知影讲，咱个即个目睭、心灵、光明，才是上重要。其他个肉体吼，拢会日渐衰烂个，吼，拢会日渐衰烂。拢是咱个目睭，咱个即个心灵吼。啊，著爱看见这世间的光，就是耶稣基督。啊，遵行耶稣基督的道。啊，伫咱遵行耶稣基督的道的时，咱就欢喜甲人分享来见证。所以伫这个所在，咱看见伊安尼奉提庆顺服个，啊，佮为主做见证。啊，结果耶稣亲自来甲伊问这个信仰个别，啊，你有相信吗？伊讲有，我有相信。哦，牧师拢会去问看，讲若要洗礼，讲啊，你有相信耶稣基督吗？就是哦，问啥物拢不要紧啦，但即句了，即句若讲啊，你有相信耶稣基督对你的救赎啊无？若讲有吼，就无理由甲伊拒绝啦，吼，就无理由甲伊拒绝啦。所以这个吼，牧师的门槛足低啦吼。啊，对吼，因为这是上帝恩典，上帝道啦吼。啊，这是白想是唬人诶吼，咱毋通伫迄个所在阻挡人要伫迄个所在洗礼进入上帝国啦吼，啊是讲更新诶，啊是虾米货吼，啊这是地面上诶制度啦吼，地面上宗教诶即个宗教教会制度，啊总是教会无都代表基督诶，
ai chỉ chỉ để chỉ để chỉ để bảo chỉ chỉ để nghe thế ha, hêm chỉ hêm chỉ thế được thế ha, thế chỉ rồi thế việc mà công cửa rồi ha. Ất việc mà chỉ để đang để tái công nhà bất kỳ tàu không quê độc quá mọi buồn chỉ khó khui, dùng thổ đẹp khi cù nhà quê ấp tông thì ấp tông này thế được. Ê chính chịu quân chỉ khó khủy nhà tôi ủ điện này quả mi tôi nhà tôi được chế để thông tập áp tông cứ quân chỉ khó khủy họ gì thế để chọn được họ tôi chỉ để chính nhà cá nhân con này tiền tiêu nhỏ xin đừng tham họ kỳ thai chạy họ đi tay làm mấy trăm mấy hiệu để tập tôi tay nông lấy bỏ chết thôi đấy là họ họ đi tay làm mà kéo nhà kéo nhà được bỏ chết thôi đó kéo nhà được bỏ chết thôi này là không áp tông chỉ đang được chỉ anh đi chọn xin anh đi tôi nhà tôi kỳ tập từ chỉ hết để thông từ y lại cấp trọng để tôi chịu hết thông từ thi các tề anh tề trả mà mi tạm hề họ thế chỉ là này phun đấy nên cái này con có cái để tôi tài ta nên để con nhiêu đã đủ con đeo họ để con nhiêu đã đủ con đeo à để tập nhiêu đã được ở đây phải các cái đại con này nên chẳng khai hôm nay tập cái phun nhiêu để thôi bỏ ví dụ chẳng biết con này nghe sử dụng ai chỉ con ngủ chẳng biết con này mình để biết thơ luôn à ai tăng cái phí mai không thế hả đâu phí phí sẽ qua học kỳ để quá chứ nhỏ ồ anh chỉ tiêu là chưa ta chào rồi nha anh có nói không có một con này tiêu là nửa này thì các thăm thì tôi là à cái gì anh hiểu đi mẹ đi thì ở bên à chú cà phê hiệp phận đúng rồi nhà cụ bố khoa để nhà cụ bố khoa để công phu rồi này ai tao sao chứ đây? Ai à, tao để đi luôn tao để. Này học cái thang quỳ quỳ đi này em bò qua mẹ này. Ta cho tặng cái tao luôn. Anh có bị kỳ họ? Này. Anh có bị kỳ họ? Này đeo chiếc sườn. Này học ấp đây. Này tôi này. Nó tôi đang học. Chưa vừa thấy gì đây họ? Xem là con chim à tôi bị kỳ đây. Hả? Ờ đi nào à phanh thế này đi chứ mà để kia đấy ồ đi chứ ồ ua 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 ồ chỉ đây này ồ chả hư ồ đi họ chứ mà nó bỏ kia đi bỏ ừ xây cái gật khuy hả đây bỏ cái kia bỏ à áo kia này áo kia này bị rồi bỏ ồ ồ đi anh đi ôi có bỏ cái được in cầm có in ta lại hề in cầm ê thằng nào ăn chén nào chỉ được bay thằng nào sao đi你也敢配对呢吗？người cha mi này, anh đủ khoan để phát tim mày hông, phát tim mày chết cái chim mày mà càng khoan nè hông, ai mà chỉ sợ cái cha, anh hiện trên họ đàn này yêu yêu cái tuy tao chẳng lẽ họ bị bóp bóp cái đi tao vậy hông, anh cha càng chiến tay càng khó làm này mình con anh chỉ anh chỉ phát triển cha mi đại gì, anh đàn ca con nát ra này đàn nhạc tao tuy chắc vậy, anh để tao cha hàn họ con, ô, tại bên anh cha tao mà, cứ lên mò, anh đàn cứ cày tao tao mà mai tha, anh cứ tao cha họ. À tông chỉ họ ý chỉ yêu tu tu tòng tu tòng kia, à tông chỉ yêu tu tu tòng kia ha, thế chỉ để tốt để bê để tốt tài, thế để bê được chỉ có ý thế này chịu thêm mình, à thế này chịu thêm mình ha, thế học sinh ha, nạp cấp ít qua thì tiền chỉ càng khoan, thế này chỉ làm tài chỉ ha, phát triển ngày chỉ tuần ha, chỉ để đội công, ê thế chỉ chăm mấy đảng nghề, chăm mấy đảng nghề tự chỉ này, tài chỉ ý chân phát triển ha, thì ai công ăn qua này cây quật, ha, mà anh cha chỉ tùy kiểu công, à thế tao thấy chăm mấy đảng từ chuyện này đi cho anh em họ
像咱咧讲，咱迄落看做个啥物啊？咱个武汉肺炎吼，呾到底是啥物在发生咧？甲讲个漫画吼，或讲个起个毋知啦。啊，即下是讲大家做安怎来解决啦吼？做安怎来解决？啊，所以吼未免一吼，即拢会受着即个风俗吼，风俗习惯啦吼，风俗习惯。啊，总之咱基督徒来靠信心啦吼。啊，总之吼，较早我就感觉讲，后边咱讲个有通啦吼。即若到处讲迄落个吼。总之吼，耶稣唔知有甲主控传播无啦。耶稣唔知有甲主控传播，讲我听嘴嘴呐哦，哦，啊叫落寡问哦，啊今仔要甲你割了目睭啊哦，啊，啊割了了哦，哎，你去坐落啊，伫这，这姓名唔知怎样啦，这他们讲我唔知啦，这是日后当然主这约翰吼，伊这个学生，伊有伫身边。啊，所以看甲一清二楚，所以伊将这个细节给写出来。总是耶稣当初是有无？总是咱若看见后壁，这个生命得到医治吼，伊遐咱很坚定，吼啊，伊嘛知影，伊有论述咯。伊讲伊叫落果买，甲割落目睭，叫我去坐落阿弟说，啊，我就得到清净，吼，是毋是后来才知影？我唔知影。哦，啊，总之吼，你个讲法吼，我是感觉合理啦，吼。那一般的人吼，会感觉讲，嘛，啊，今仔是咧创啥货啦，吼，是咧创啥货？啊，这因为对耶稣嘛无了解啊，伊就毋捌讲耶稣咧，吼。啊，所以吼，你个问题吼，是问了，算是真好啦，吼。啊，总之吼，牧师会当甲你讲个，干会当讲安尼尔，吼，会当甲你讲安尼，吼。哎，耶稣说啊，无看伊看到大汉，爱人当伊先做清明。哦，啊，耶稣这当然有伊个落个啊，人个心内咧议论个，就当耶稣着知影嘞。哦，耶稣是人，真济人吼，有肉体上个欠缺资料吼，总伫属灵中吼，伊有比人较大个恩赐啦。哦，伊有比人较大个恩赐，所以伊知影遮个代志吼。啊！伊伫即个中间，啊，即个吼，本来就清明吼，即个问题是阿多讲起个呢，是即个学生讲起个呢。哦，你若注意看头前，阿多第九章第一节，阿多过去个时阵吼，看见一个本来就清明，啊，学生就问阿多讲，特别啊，即个人本来就清明，是伊犯病、伊犯罪，还是伊个爸母犯罪？对吼，即个时阵。是啥物人甲伊讲起的，还是讲有人甲伊介绍？啊，那回音较大。嗯，每一个人时间拢无同款。啊，所以。来，我放下啊。手机啊。我看这边是我的干扰。好，安尼袂啊。这样可袂啊？啊，这样袂啊。啊，对，要做组织伊知影遮个重大代志啊。你看伊会经迄个三十八年来医治，迄差不多伫遐是倒真久啊。啊，三十八年，佫伫正经内面有特别的意义。啊，对啊，伊伫迄个所在，看到迄个，啊，有真侪在所在吼，拢是人求耶稣，总是嘛有诶所在是无求耶稣，稳定白白着伫伊个身上。阿妹。啊，所以咱若是，所以耶稣甲咱教是咱啥物？财政着求伊个国家伊个义啊！啊，你做几下只，拢要做互恁。啊，毋是逐遍咧求，拢求家己个。啊，做样伊无求家己，总是伊嘛无遐伟大啦。你求上帝国家上帝义，总是伊有一个真好个品格。着只下个家己孤陋寡闻个时阵，伊也无讲起啥物个。迄青面个人吼，会特别敏感嘛。啊，会特别敏感嘛吼，孤陋我个目睭吼，即个物件。啊，这是迄落个落果嘛，啊，要对起落果嘛，啊，就是配对来啦。哦，迄个所在伊知影，迄个环境边仔无水沟啊。哦，啊，遐落说了，迄落伊说了吼，是半山坡个所在。啊，所以吼，天命人即方面吼，伊会特别敏感。啊，总之就欢喜顺服个，欢喜奉提献。哦，啊，伊奉提献吼，耶稣嘛是奉提献来完成遮个主工，完成伊是未解个功劳。来，我有一个问题是，啊，我若是三十八年来拢捌八经
我唔知伊是耶稣，还是某某人咧。嘿。啊，安尼伊心内是，他想讲，耶稣到救我的到底是倒一个？伊一开始伊唔知影哦。对啊。一开始唔知，啊后来吼，后来伊才听见。吼，后来。后来伊才听见吼。啊，伊才知影讲，迄个人叫做耶稣。所以，伊就是目睭八金第一个看到的，就是啥物人？耶稣。唔知影，无，我无认为耶稣跟伊去坐落阿弟。耶稣唔免加暗示啊，耶稣唔免陪伊，因为前面免人加看。伊哦，家己知影去啊。伊伫迄个都应该伫迄个附近啦，吼、哦，啊伊嘛知影坐到阿弟即个所在，啊对吼、哦，这就是一个，上帝恩典要给什么人，就给什么人。啊，总之吼、哦，虽然是讲已经既定的恩典要给什么人，就给什么人，若有求的吼、哦，就要得到。啊，到咱嘛讲起巴蒂麦迄，迄段那是像在路过啊，啊个人来骚动，啊总之伊就大声喊话。大声祈祷，大声求救，啊！耶稣就停下，问讲你爱我做啥物？伊讲我爱目睭得到医治。吼、哦，啊，所以吼，这个所在吼，伊是毋是知影讲这个是耶稣？我就感觉讲伊有可能毋知。我认为伊有可能毋知啊，是日后伊才知影，是耶稣给伊医治的。对，都不是耶稣咯。我想应该不是。伫西罗阿弟，伫西罗阿弟到底看到什么人？这吼唔知影。啊，当时我无认为耶稣对伊去，因为后来耶稣才去碰到伊嘛。因为这个所在吼有讲啊，啊，这个三十五节。伊用赶出去了后吼，啊了后三十六节，无伫咧十一章遐伊就讲，哦十一章哩，十一章讲吼，有一个人的名叫耶稣啦，哦，伊吼掉头甲我抹我的目睭吼，对我讲，你往西罗阿弟去洗，我去一洗，我就看见，所以伊迄时阵才知影讲，伊洗了伊家看见，这进程。伊凡是吼，像后头你在咧讲诶，毋知啥伊嘛毋知，但伊都顺好命啦，完全是安尼。还是咧断断续续啊？你讲断断续续声音吓，即摆咱来传播。声阁无好势。哦，无紧无紧，大约啊，大约啊，即摆吼，嘿，看听听有就好啊。啊，这是安尼啦。我即摆张医师即摆是遐讲，恁安尼听有无？听无去啊！听无去哦！安尼，敢听？牧师的你雷过去？安尼听有无？因为我拢爱经过你的，啊，你的若雷过，我就听无。啊？无。牧师的定呀。都无定呀。我看卖啊。无声。牧师的无声。无声。啊，我即摆用我的声，我开我的声，你都听有啊吼？嘿，当然是牧师的。啊，有听无？我说你雷过去啊！断断续续啊！你有个手镯吼，你影上下定定格啦，定格去啊！有无？所以我说你爱去定开去啊，无定开，煞变作伊无法度看到你的影像，变作定格哦。啊，对，怎么定格啊？定格。定格，你的定格。你来讲啊，开吼。哎，好，咱今日到这啦吼，咱来请，哦，丁乐来，啊，丁乐你在，请你同阮祈祷，有听无？喂，啊，丁乐有听无？是丁乐有听到无？啊？无听。你好，你好听。
拢无人听着，安尼我着搁退倒搁一摆。你手表好消息啊，不公平。喂。Hello。伺服器怎么失败？没有连接。哎，安那我。有听无？敢有听？无听，哈哈哈！无人听着。有哦，两只手你有听呢？有啊，你有听无？无听去，无听去，才会无动作。迄个后顶了，后顶了听下无？我找你张一志进来。有听嘞？后顶了听。还能听下无？跟我听去，啊，我的天哥 ，Hello， 我能听着哦，听我的天，我的天哥你啊，你的泪格雷格你啊，停顿在那里啊，断断续续，但是痛。好，祷告。那个金珠，金珠，我有听的，你会听，你就记得。好，来记得。雷格哦。我有听到你的声哦。有听到你的声。有听到，有听到。来。来，咱来记得哈。特别，阮感谢你，予阮今仔日对《约翰福音》第九章，特别是这个啊，生来就生命啊，你明确甲阮宣告啊，人受着侪侪遮个意外痛苦，毋是阮本人，也是爸母犯着罪。阮若尽靠你，就是要显出上帝作为。阮看见这个生来就生命，伊欢喜接受耶稣基督的医治，奉天见。啊！伫迄个所在，啊，即伊个目睭，啊，个人就完全你着看见，啊，予伊无搁再伫生命中间，啊，活伫黑暗个世界。主啊，你也要开阮个心眼，予阮会当认捌，你着是创造阿东个上帝，予阮会当知影，除了你以外，阮无别条路。所以恳求你个圣神来医治，你有法度通医治，生来就生命。你也我都医治，阮即马世界受着疫情所苦所苦楚的种百姓，或者疫苗会当紧紧达到每一个人的中间，互阮会当搁恢复。祝你祝福的这个繁华，会当自隆共享，有祝你同在，祝福的好的生活，通搁再自由敬拜你。阮将这一切交托，求主赐阮祝福，靠主的名求，阿门。阿门。阿门。